Rồi, ok, xin chào bạn. Chào các bạn quay trở lại với chuỗi video hướng dẫn Revit của Engadget MD. Rồi trong video hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình chế tạo một cái lô mềm ha, lô mềm sinh lý á, sinh lý cho ống gió chữ nhật và ống gió tròn. Sinh lý thì nó sẽ được cấu tạo bởi hai thành phần, thứ nhất là vải vải canvas và một cái thành phần là gì? Một thành phần là tôn. Đây. Thì các bạn sẽ phải là chế tạo nó đúng không? Theo cái từng cái chuẩn này thì đây đây là thành phần một cái simili thì sẽ là tùy vào cái model thì sẽ có tùy vào từng cái chiều dài khác nhau thì mình sẽ có được những cái kích thước khác nhau. Rồi thì việc tạo cái này thì cũng khá đơn giản, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chế tạo ha. Thì để chế tạo thì các bạn đầu tiên là mình sẽ chế tạo cái simili rectangular ha, chữ nhật. Bạn vào file, rồi vào new đúng không, family đó, matrix generics model open đó. Rồi nhiệm vụ của bạn bây giờ là gì? Tạo một cái đường reference plane. Đầu tiên tôi sẽ tạo cho nó một cái đường chiều dài này đó, chiều dài cho nó L không? L. Ok, L cho nó là ở đây các bạn là L này, cái phần thằng số ngoài là L này. Bây giờ L các bạn lấy cho tôi 160. 160. Đó, apply. Ok, được chưa? Tiếp tục grid. Rồi đi đúng không? Để mình có được cái chiều rộng ha, chiều rộng. Thằng này là VK. Bây giờ VK cho nó instant nhá, bởi vì nó thay đổi. Rồi, qua mặt lép. Làm cái chiều cao ha, tạo cái chiều cao. Giờ đi. Này là H đúng không? H. Ok, rồi. Thì các bạn sẽ về lại mặt bằng này cho tôi. Bây giờ mặt bằng cho tí thắng L với kép và H này, với kép cả H thì các bạn có thể cho 100 đi, với kép 150. Apply cái đi. Rồi ok. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ tạo cho tôi là bởi vì nó tạo từ hai thành phần thì các bạn sẽ tạo cho tôi thêm một cái đường reference plane này nữa. Để mình thể hiện cái thành phần là tôn đúng không? Phần ngoài là tôn. Tôn thì nó sẽ chiều dài là bao nhiêu? Theo theo cái model 160 CV 160 thì chiều dài nó là 45 đúng không? 45. Thì thằng này các bạn cho nó một cái L tôn đúng không? L tôn. Đó, L tôn thì thằng này cũng là L tôn ha. Và cho nó cái parameter này là 45. Ok chưa? Rồi. 45 nhá, 45. Tiếp theo thì các bạn sẽ về cho tôi cái mặt các bạn về cho tôi cái mặt là về cho tôi cái mặt lép đi. Chúng ta sẽ dùng là trút cũng được ha, extrusion. Đó, các bạn tạo cho tôi cái biến dáng ống gió bên ngoài. Đấy. Ok chưa? Và offset nó vào thành cái độ dày ha, độ dày thì các bạn cái này tôi fix luôn chứ không theo độ dày kia nữa, bởi vì độ dày kia thì tầm 1 đến 1.5 thì nó cũng khá là nhỏ, không có ảnh hưởng gì, cứ để cho nó một cái chiều dài cố định đi. Được chưa? Rồi đi fix cho nó luôn, lọc lại để ý đúng không? Ok, rồi về mặt bằng thằng này các bạn lắp đây lại đúng không? Thằng này các bạn
lock ở đây đúng không? Ok. Đấy. Tương tự bên này cũng vậy ha, bên này các bạn cũng vậy. Bạn có thể là copy qua luôn, CO. Cho nó nhìn. Đấy. Thằng này lock đây. Thằng này lock đây. Qua rồi ha. Kiểm tra lại. Xem khóa chưa. Đó, chưa khóa này ha. Những cái thông tin thì nó chưa khóa. Thì các bạn phải khóa lại. Để y. Nhớ tab một cái nhé, cho nó không bị ấn cái đường bên ngoài ha, nó sẽ hay bị ấn vào cái đường bên ngoài. Nên các bạn sử dụng nữa phím tab tab cái nó mới ấn được. Rồi vậy thôi. Al quá rồi đúng không? Lọc lại. Đấy, mình có đường bên ngoài đó, nó có đường bên ngoài. Rồi tiếp theo là đường á, canvas ở bên. Rồi các bạn tạo tiếp cho tôi những cái đường ribbon plane này dưới này nhé. Đây, vào grid này, ribbon plane này. Đấy. Được chưa? Đi. Rồi, đường này cho nó là 0.5. Lock lại. CO. Đi đúng không? Đường này là bao nhiêu? Đường này là 2. Đó, khóa lại. Rồi. Rồi, nhiệm vụ của bạn ở giữa này là mình vẽ cái lớp ha, tấm bạt ở phía giữa. Đó, thể hiện bạt thì các bạn dùng cho tôi công cụ là sweep nhá, sweep. Rồi về mặt left đi. Mình tạo biến dạng cho nó. Đây. Tạo biến dạng cho nó. Lock lại. Ok chưa? Rồi. Rồi sau đó về tạo edit profile này, về bed này. Rồi các bạn bắt đầu vẽ ra đúng không? Vẽ ra. Thì mình dùng lệnh là split. Dạ. Đấy. SP line ha. Đó. Đấy. Đó, các bạn chia đều ra, chia đều ra tương tương đối thôi. Đó. Về đây ha. Đó, để bạn cắn lại, cắn chỉnh lại cho nó đẹp chút xíu. Đó. Rồi, finish cái ha. Tạo thêm cho nó một cái đường thẳng xuống, được chưa? Qua đây. Ok chưa? Rồi ở lại nó vào.
Ok, rồi, finish. Đó. Nên bạn đi xem, thấy chưa? Mình thể hiện cái tấm tấm bạt của mình bằng phương án này cũng được ha. Đây. Đó. Rồi, tiếp theo các bạn test cho tôi ha. Test cho tôi cái kích thước, thấy chưa? Các bạn thể hiện xem nó là chạy ok chưa? Ví dụ như ống gió 200 300 apply cái đấy ok chưa. Ví dụ chiều dài các bạn cho 250 apply cái đó, thấy nó ok là được ha. Chúng ta có thể sử dụng được cho cái gì, cho cái tạo biến thiên được. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ dùng cái gì, dùng cái file thông số kỹ thuật đó, mình tạo cho nó những cái type của family này. Thì mỗi type thì nó sẽ khác nhau ở cái chiều dài đúng không, khác nhau trên cái chiều dài. Thì các bạn cứ tạo hết tất cả các type này rồi mình đó, mình đưa vào dự án thôi đúng không. Rồi thì nhiệm vụ của bạn là bắt đầu đó, tạo này new đầu tiên là gì, đặt cho nó là flexible nhá, flexible hoặc là rec đấy, hoặc là simile. L160. Ok. Cái thằng này mình sẽ cho nó là 160 đúng không? Thằng tôn này là 45. Đó. Rồi, tiếp theo là gì? Tiếp theo là 190. Đó, simile. L190. Ok. Đấy, thêm vào L 190, L tốn nó là 45, apply nếu simile L210. Ok, thằng này là 210 đúng không, apply tiếp theo là simile 240. L240 đúng không? 240. Ok. Rồi, 240 thì L nó là 150. 150. À, L là 240 chứ, 240. Đó, các bạn cứ tạo thái thôi cho nhanh. Sau này mình cứ add vào, chọn thái để add vào cho nhanh ha. Thường thì chúng ta thường tầm 150 đến 200 ấy, ha. Thường cho nó dài đó, loại 100. Rồi tiếp theo là gì, cho nó thêm là simile này, simile 230. Đó, 230 thì nó sẽ khác chút xíu, L230, L230. Ok, 230 thì thằng này là 230 này, thằng L tone này là 80. Đó, apply. Tiếp theo là simile. Simile 260. L260 đúng không? Ok, L này cũng 260. Đó. Sẽ có hai loại, một loại là tốn 45, một loại tốn 60 nhá. Thì các bạn tùy vào đó mà tạo. L bao nhiêu nhỉ? L260, 280 đúng không? 80. Ok. 280. Đấy. 310 đúng không? Thằng này là 310. Tiếp theo simile L 360, thằng này là 360. Đó. Rồi ok, vậy thôi ha.
Đấy. Rồi cho vật liệu vào. Thằng này là canvas đúng không? Ok. Thằng này là tôn đây. Ok. Đấy. Rồi, tiếp theo là các bạn vào đây đúng không? Cho nó cái vật liệu canvas. Đó. Cho nó cái màu thôi ha. Ví dụ như màu đỏ đi. Ok. Đó, chống cháy ha, dùng màu đỏ. Còn tôn cho nó cái vật liệu tôn đúng không? Đấy. Rồi, tạm để vậy ha. Đó, rồi các bạn làm gì? Các bạn sẽ là grid thôi. By connector, đất connector đúng không? Grid này đất connector. Đặt nó vào. Đó. Rồi chọn hai thằng này ha, chọn hai thằng này và các bạn là đặt tăng l hai thì nó là hai, y là y đó, ok chưa? Đấy. Rồi cho nó cái type đúng không? Type của nó là gì? Là file access duck accessory đúng không? Duck accessory đây, ok. Đất accessory thì các bạn cho nó là cho nó break into cho tôi đây. Rồi tiếp theo là cho hai thằng này về fitting. Đấy, cho hai thằng này là fitting. Rồi nhiệm vụ tiếp theo của các bạn là có thể lấy cho nó cái bit TDC bỏ vào cũng được ha, lấy một cái bit TDC. Rồi loạt bật vào mặt phẳng đúng không? Bên này cũng vậy. Đó. Rồi thằng này và thằng này thì nó sẽ có đất 2 thì các bạn cho nó là 2. Rồi đất y các bạn cho nó là v kép, ok chưa? Rồi về mặt bằng align nó vào đúng không, lock lại. Lock lại qua mặt bit. Lock lại, lock lại. Đó, mình có một cái nối mềm đúng không? Ok, dạ. Rồi, rồi các bạn, nhiệm vụ của bạn bây giờ là có thể thêm cho nó một cái hàm nữa ha, hàm dắt nâu đi, dắt nâu. Đây, cho nó cái flank TDC đi, TDC 1. TDC 2. Ok, đó. Rồi nhiệm vụ bây giờ các bạn là load vào dự án ha, load vào dự án để chắc. Rồi sao lại đã ha, sao lại. Đó, đặt cho nó một cái tên đi. Flexible RAC đúng không? Hoặc là NG. RAC hoặc là RAC flexible. Rồi các bạn load vào nhé, rồi đưa vào. Vào đây, đặt vào tôi ha, đặt vào tôi. Đi à. Đó, đặt nó vào ha. Chọn kiểu 210 đi. Đó, 210. Đó. Ok chưa? Thằng này thì tôi sẽ là
Lên 3D nhá, lên 3D. Đây. Đây. Rồi, tôi bỏ một cái đầu. Rồi, TDC1 đi. Này xóa luôn. Đấy. Cho nó sát vào ha, à, là ok. Đấy, vậy là ta đã hoàn thiện được cái thằng gì? Đấy, thằng nó mềm ha. Simili của ống gió chữ nhật. Ok chưa? Rồi, thằng này các bạn đẩy sát nó vào để xíu nữa chúng ta kết nối ha, kết nối vào cái louver. Đấy, bên này cũng vậy ha, bên này các bạn có thể bỏ luôn cái thằng này đi, kéo sát vào. Đó, có thể tôi sẽ bỏ thằng này luôn. Bỏ thằng TDC2 này. Đó, đẩy nó sát vào. Vậy thôi. Đấy. Rồi, ok. Đó, là nối mềm ha, nối mềm cho ống gió chữ nhật. Rồi, video sau thì tôi sẽ hướng dẫn tiếp cho bạn về nối mềm cho ống gió tròn. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Các bạn thấy hay thì cứ like và subscribe kênh ha, của NKTechMD để mình cũng như là bấm vào cái chuông ha, để mà có những cái video mới của NKTechMD thì các bạn không bị bỏ lỡ ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.